Term 11, Solar Easement. A solar easement is a specific type of easement that grants the right to use a portion of another property, servient estate, for the purpose of collecting sunlight for solar energy generation. Thuật ngữ số 11, quyền lợi sử dụng năng lượng mặt trời. Quyền lợi sử dụng năng lượng mặt trời đi kèm là một loại quyền đặc biệt của quyền đi kèm cho phép chủ sở hữu của một bất động sản, được gọi là bất động sản hưởng lợi, dominant estate, sử dụng một phần tài sản khác, được gọi là bất động sản chịu hạn chế, serving estate, cho mục đích thu thập ánh sáng mặt trời để sản xuất năng lượng mặt trời. Term 12, Conservation Easement. A conservation easement is a legal agreement between a landowner, grantor, and a qualified land trust or government agency, grantee, that permanently restricts the use and development of a property for the purpose of conservation. Thuật ngữ số 12, quyền lợi bảo tồn đi kèm. Quyền lợi bảo tồn đi kèm là một thỏa thuận pháp lý giữa chủ sở hữu đất, người cấp phép, và tổ chức bảo tồn đất đai đủ điều kiện hoặc cơ quan chính phủ, người được cấp phép, nhằm hạn chế việc sử dụng vĩnh viễn và phát triển bất động sản cho mục đích bảo tồn. Term 13, Rectangular Survey System. The Rectangular Survey System, also known as the Public Land Survey System or Government Land Survey System, is a method used in the United States to define land ownership and location. It relies on a grid system created by intersecting lines running north-south, meridians, and east-west, baselines. This method of property description uses grids of squares called townships which are measured and numbered in each direction from the point of intersection of the baseline and meridian. Each township is 6 miles by 6 miles, 36 square miles. Thuật ngữ số 13, hệ thống khảo sát hình chữ nhật. Hệ thống khảo sát hình chữ nhật, còn được gọi là hệ thống khảo sát đất công hoặc hệ thống khảo sát đất đai chính phủ, là một phương pháp để xác định quyền sở hữu và vị trí đất đai ở Hoa Kỳ. Nó là một hệ thống lưới ô vuông tưởng tượng bao gồm các đường giao nhau chạy theo hướng Bắc Nam, Kinh Tuyến, và Đông Tây, Vĩ Tuyến. Còn được gọi là hệ thống khảo sát hình chữ nhật, phương pháp mô tả bất động sản này sử dụng các lưới hình vuông gọi là thị trấn được đo và đánh số theo từng hướng từ điểm giao nhau của đường Vĩ Tuyến và Kinh Tuyến. Mỗi thị trấn là 6 dặm nhân 6 dặm, tương đương 36 dặm vuông. Term 33, Types of Deeds. There are several main types of deeds used to transfer ownership of real property. The most common ones in the United States include grant deed, special warranty deed, quitclaim deed, bargain and sale deed, estate deeds. Thuật ngữ số 33, các loại giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản. Các loại giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản chính được sử dụng để chuyển quyền sở hữu bất động sản. Các loại giấy chứng nhận quyền sở hữu chính, phổ biến nhất ở Hoa Kỳ bao gồm giấy chứng nhận chuyển nhượng, giấy chứng nhận bảo lãnh đặc biệt, giấy chứng nhận từ bỏ quyền lợi, giấy chứng nhận mua bán, giấy chứng nhận bất động sản. Term 34, Grant Deed. Grant deed is the most common type of deed used in residential real estate transactions. It offers the strongest warranty of title to the buyer. The grantor, seller, guarantees that they have the legal right to convey the property and that there are no outstanding claims or liens on the property, except for those specifically disclosed in the deed. Thuật ngữ số 34, giấy chứng nhận chuyển nhượng. Giấy chứng nhận chuyển nhượng là loại giấy chứng nhận quyền sở hữu phổ biến nhất được sử dụng trong các giao dịch bất động sản nhà ở. Nó cung cấp sự bảo đảm mạnh nhất về quyền sở hữu cho người mua. Người chuyển nhượng, người bán, đảm bảo rằng họ có quyền hợp pháp để chuyển nhượng tài sản và không có khiếu nại hoặc quyền cầm giữ tài sản nào còn tồn đọng, ngoại trừ những trường hợp cụ thể trong giấy chứng nhận. Term 35, Special Warranty Deed. Special warranty deed offers a lesser warranty than a grant deed. The grantor only warrants that they have not created any liens or claims on the property during their ownership.
They don't necessarily guarantee that the property is free of any claims or liens that might have existed before they acquired it. Thuật ngữ số 35, giấy chứng nhận bảo lãnh đặc biệt. Giấy chứng nhận bảo lãnh đặc biệt cung cấp mức đảm thấp hơn giấy chứng nhận chuyển nhượng. Người chuyển nhượng chỉ đảm bảo rằng họ không tạo ra bất kỳ quyền lợi của bên thứ ba nào, như thế chấp, cầm cố, đối với tài sản trong thời gian họ sở hữu. Họ không nhất thiết phải đảm bảo rằng tài sản đó không có bất kỳ quyền lợi của bên thứ ba nào có thể đã tồn tại trước khi họ sở hữu nó. Term 36, Quitclaim Deed. A quitclaim deed transfers whatever ownership interest the grantor has in the property, but without any warranties. This type of deed is often used to transfer property between family members or to clear up minor title issues. Thuật ngữ số 36, giấy chứng nhận từ bỏ quyền lợi. Giấy chứng nhận từ bỏ quyền lợi chuyển giao mọi quyền lợi mà người chuyển nhượng có đối với tài sản nhưng không có bất kỳ bảo đảm nào về quyền sở hữu. Loại giấy chứng nhận này thường được sử dụng để chuyển nhượng tài sản giữa các thành viên trong gia đình hoặc để giải quyết các vấn đề nhỏ về quyền sở hữu. Term 37, Bargain and Sale Deed. This type of deed is similar to a quitclaim deed in that it conveys whatever ownership interest the grantor has, but it may also include some specific language regarding the consideration, payment, exchanged for the property. However, it typically offers no warranties about the title. Thuật ngữ số 37, giấy chứng nhận mua bán. Giấy chứng nhận mua bán tương tự như giấy chứng nhận từ bỏ quyền lợi ở chỗ nó chuyển nhượng bất kỳ quyền lợi sở hữu nào mà người chuyển nhượng có, nhưng nó cũng có thể bao gồm một số thông tin cụ thể liên quan đến giá trị giao dịch, thanh toán, hoặc tài sản trao đổi. Tuy nhiên, nó thường không đưa ra sự đảm bảo nào về quyền sở hữu. Term 38, Estate Deeds. Estate deeds specify how ownership of a property will be passed on to future beneficiaries. Examples include joint tenancy deeds. Ownership is shared by two or more people with rights of survivorship, and tenancy in common deeds. Ownership is shared by two or more people, but there is no right of survivorship. Right of survivorship is a legal principle that dictates how property is transferred upon the death of one or more owners. When property is held with the right of survivorship, the surviving owners automatically inherit the deceased owner's share of the property. There's no need for a lengthy probate process. Thuật ngữ số 38, chứng thư di sản. Các chứng thư di sản nêu rõ quyền sở hữu tài sản sẽ được chuyển cho những người thụ hưởng trong tương lai như thế nào. Ví dụ giấy chứng nhận quyền sở hữu chung với quyền sống sót, quyền sở hữu được chia sẻ bởi hai hoặc nhiều người với quyền sống sót, và giấy chứng nhận quyền sở hữu chung không có quyền sống sót, quyền sở hữu được chia sẻ bởi hai người trở lên, nhưng không có quyền sống sót. Quyền sống sót là nguyên tắc pháp lý quy định cách thức chuyển nhượng tài sản sau khi một hoặc nhiều chủ sở hữu qua đời. Khi tài sản được nắm giữ với quyền sống sót, chủ sở hữu còn sống sẽ tự động thừa kế phần tài sản của chủ sở hữu đã chết. Không cần phải trải qua quá trình chứng thực di chúc kéo dài. Term 39, Dill Deed in lieu of foreclosure. A deed in lieu of foreclosure, Dill, is an alternative to the traditional foreclosure process. It involves a voluntary agreement between a homeowner facing foreclosure and their mortgage lender. In a deal, the homeowner transfers the ownership of the property to the lender in exchange for being released from their obligation to repay the remaining mortgage debt. Thuật ngữ số 39, DIL, giấy chứng nhận chuyển nhượng thay thế quyền cưỡng chế. Giấy chứng nhận chuyển nhượng thay thế quyền cưỡng chế, DIL, là một thỏa thuận thay cho quá trình tịch thu tài sản thế chấp truyền thống. Đó là một thỏa thuận tự nguyện giữa chủ nhà đang đối mặt với việc tịch thu tài sản và ngân hàng cho vay thế chấp của họ. Trong một DIL, chủ nhà chuyển quyền sở hữu tài sản cho người cho vay để đổi lấy việc được miễn nghĩa vụ trả nợ thế chấp còn lại.